là gió mà thôi. Nhưng mà tôi xin biển sáng nay đi làm thì có thể nói hình như gọn gió Santa Ana đang tấn công vào những cái thành phố ở miền Nam California của chúng ta phải không Xuân Quỳnh? Thấy Đúng gió cây cối nó xấu ảo ạt. Dạ. Yeah. Nhưng mà tôi xin biển tất cả những sự kiện liên quan đến tất cả những gì mà toàn quốc Hoa Kỳ đang nhìn về California. Kính thưa quý vị, tất cả những lính cứu hỏa ở khắp nơi đã tụ tập tại California và thêm một lần nữa những sự kiện cháy rừng và nạn khô hạn ở tại miền Bắc những miền Nam California cùng đồng thời thêm nạn cúp điện đã gây nên một trong những sự kiện mà có thể nói là đứng hàng đầu sự quan tâm của các nhà chức trách của tiểu bang California. Ngay tất cả đến bây giờ ở tại Los Angeles đã có tới 200.000 người phải di tản ra khỏi những cái nơi mà có thể ảnh hưởng bởi những cái ngọn gió và những ngọn cháy. Nhưng việc trước tiên chúng ta phải nói lính cứu hỏa hiện nay đang bắt đầu có thể nghỉ ngơi vào ngày hôm nay nhưng họ trở lại vào ngày thứ ba và ngày thứ tư tình trạng mà có thể nói rằng tất cả những ngọn lửa sẽ diễn ra như thế nào thưa sinh quyền Thưa quý vị và mới đây nhất thì thống đốc bạch tiểu bang California ông Gavin Newsom cũng đã tuyên bố là tình trạng khẩn trương cho California vào hôm Chủ nhật 27 tháng 10 vừa qua vì có nhiều nơi ở khắp tiểu bang đang bị cháy rừng. Và đám cháy rừng lớn ở Nam California có thể nói là đám cháy thích tại khu vực San Canyon thuộc Santa Clarita. Và báo cáo của nhiều cơ quan công lực ở khu vực này cũng đã cho biết đám cháy đã lan rộng tổng cộng là hơn 4.615 mẫu đất đã hủy hoại tất cả là 22 tòa nhà và làm hư hại là 27 tòa nhà khác. Và giới hữu trách địa phương cũng cho biết là họ đã điều động hơn là 900 lính cứu hỏa để tìm cách chặn cái đám cháy và không chỉ vậy thì còn nhiều lính cứu hỏa khác cũng đang đợi để được điều động nếu mà tình trạng càng ngày càng trở nên nguy hiểm thưa quý vị tất cả các cơn gió mạnh từ 60 cho đến 70 dặm một giờ có thể tấn công phía Bắc California vào thứ ba và thứ tư thì Nam California có thể thấy các cơn gió mạnh đến 75 giờ điều đó có nghĩa rằng ngày mai thì tất cả các cơn gió từ khoảng 60 cho đến 70 dặm bắt đầu tấn công vào miền Bắc California và thứ tư thì lại phía Nam California của chúng ta vào tối thứ ba đến thứ năm thì với một độ ẩm và có thể nói rằng đây là một nguy cơ lại thêm những cái vụ hỏa hoạn mới công TPGIE đã công bố vào chủ nhật họ sẽ theo dõi một sự kiện gió nghiêm trọng thứ ba liên tiếp dự kiến sẽ tác động đến 32 hạt trên khắp bắc và trung của California vào thứ ba và thứ tư và có thể có nghĩa là vấn đề mất điện sẽ còn diễn ra nhiều hơn nữa thưa Xuân Quyền. Dạ Vâng thưa quý vị và những cơn gió mạnh đã tạo ra những cái điều kiện giống như là lò sưởi tại Bắc California và tính đến 6 giờ 30 chiều đám cháy đã thiêu rụi hơn là 54.000 mẫu anh và đã có thể nói là cái độ ẩm uh, xuống rất là thấp chỉ ở lại là một chữ số mà Đúng thôi. như vậy. Đến bây giờ thì có gần tới 200.000 người vẫn phải chịu một cái lệnh sơ tán nguy cơ khỏi bị nguy cơ cháy rừng. Và một số hàng triệu người ở miền Bắc California hiện nay đang trên đường lấy lại điện và có thể không được thể được phục hồi điện trước khi một đợt ngưng hoạt động hoạt động khác có thể xảy ra vào thứ ba. Trong khi đó thì hơn 2.4 triệu người bị mất điện vào cuối tuần qua đang chờ phục hồi khi những cơn gió mạnh thổi qua tiểu bang này gây ra một đám cháy dữ dột ở hạt Sonoma khi những cái đám cháy lớn nhỏ xuất hiện lần lần thì tất cả các điều kiện hỏa hoạn trên toàn tiểu bang đã khiến California trở thành một gọi là tinderbox. Một cái nội cho biết rằng là à, đây là một trong những cái phát nguyên của cụ à, Lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy tại California. Thì cho biết rằng trong 58 quận hạt thì có 43 quận bị cảnh cáo về cờ đỏ và nguy cơ hỏa hoạn vào ngày chủ nhật tới đây thưa um, Xuân Quỳnh. Và trong lúc như Xuân Quỳnh đã đưa ra thì thống đốc tiểu bang California ông Newsom đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đối phó tất cả các vụ cháy rừng được cung cấp bởi các cơn gió mạnh có khi có thể lên tới 102 dặm một giờ. Ngay cả một trong những nhân vật nổi tiếng của đội bóng Lakers, kính thưa quý vị Don Lenglon LeBron James LeBron gia đình của anh cũng phải bị di tản ngày hôm qua nữa thưa xuân quyền yeah, điều vâng. đó chứng tỏ rằng là cái tất cả những cái sự kiện cháy rừng dễ gây ra nhiều cái tình trạng nguy hiểm cho không riêng gì miền bắc và cả miền nam california yeah. à kính thưa quý vị đó là đầu tuần xuân quyền và đoàn trọng cái đến quý vị tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề cháy hỏa hoạn và bất kỳ chúng ta ở nơi nào cũng có thể xảy đến nếu chúng ta không cẩn thận đề phòng và hôm nay thì quý vị đã thấy tất cả những ảnh hưởng của ngọn gió santana đã dồn dập có thể tấn công tại miền nam của chúng ta một lần nữa chúng tôi hy vọng quý vị cảnh giác vấn đề này và đặc biệt là đừng để cho những người già cả ở trong nhà một mình vì rất là nguy hiểm đó là một vài sự kiện mà sáng nay đầu tuần chúng tôi gửi đến quý vị bên cạnh đó thì sáng nay rất nhiều chuyện chúng ta phải nói với khán thính giả qua chương trình cà phê sáng nhưng việc trước tiên chúng ta phải nói đến những sự kiện diễn ra dồn dập ở tại Syria, ở tại uh, Washington DC, mà một trong những sự kiện có thể nói làm cho hàng triệu người dân Hoa Kỳ nếu như lại vào thời khoảng mà tổng thống Barack Obama loan báo một trong những cuộc tấn công có thể nói là hy hữu người dân Hoa Kỳ chờ đợi, đó là cuộc truy lùng Bin Laden thì đến bây giờ một trong những thủ lĩnh của gọi là phiến quân Hồi giáo và là nhà nước Hồi giáo cũng đã bị truy lùng và hôm qua thì kính thưa quý vị qua kênh truyền hình và đặc biệt tại Bộ Ngoại giao Tổng thống Donald Trump đã báo thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo đã chết. Tổng thống Trump hôm 27 tháng 10 thông báo rằng thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo có tên là Abu Bakr Baghdadi đã chết trong một cuộc đột kích của các lực lượng biệt kích Mỹ ở phía tây bắc Syria. Vẫn theo tin của Reuters dẫn đi, thì Tổng thống Donald Trump đã nói trong một bài phát biểu trực tiếp truyền hình từ Nhà Trắng rằng Baghdad đã tự sát trong một cuộc đột kích của Mỹ, tất nhiên là Baghdadi, ông gọi tắt là Baghdad. Chú quý vị, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã nói rằng các kết quả phân tích sau vụ đột kích xác nhận rằng đó chính là ông Baghdadi. Tổng thống Donald Trump đã nói rằng nhiều thân hữu của ông Baghdadi đã bị triệt hạ. Ngoài ra, thì theo tin của Reuters, để đưa tin thì tổng thống Donald Trump đã nói rằng việc thủ lãnh nhà nước hồi giáo tự làm nổ tung mình cũng đã khiến cho ba người con của ông này tử vong. Các lực lượng Mỹ đã không chịu thiệt hại nào về nhân mạng theo như tổng thống Donald Trump và tổng thống cũng đã ngỏ lời cảm ơn nghe thổ nhĩ kỳ, Syria và Iraq vì sự ủng hộ của các nước này. Kính thưa quý vị, hình ảnh mà quý vị theo dõi vào ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump trong buổi họp báo đã tuyên bố tất cả những sự kiện mà những người dân Hoa Kỳ mong đợi, mong đợi. Và đặc biệt không riêng gì chúng ta và toàn thể những người trên thế giới, vì phiến quân Hồi giáo đã đưa ra, những, họ đã đưa ra những cái hành động mà có thể nói gây đến tác hại một cách rất là nguy hiểm. Và đặc biệt chúng ta thấy rằng sở dĩ tổng thống Donald Trump ngỏ lời cảm ơn Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và trong lúc đó thì Nga từ chối tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề nhà giết thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo đã chết. Đây là một cái sự việc cũng cho làm thấy tổng thống Donald Trump không mấy hài lòng. Và các máy bay trực thăng bay thấp và nhanh đã bay vào ban đêm. Kính thưa quý vị, đây là một cuộc tấn công đặc biệt của lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ. Trong lúc đó thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cũng đã có những cái lời tuyên bố về việc bắt giữ, ông muốn là bắt giữ Baghdadi cho tất cả các tin tức đến đi thì các máy bay trực thăng bay thấp và nhanh vào ban đêm đại loại là tất cả các máy bay CSA-46 là chúng ta hay gọi là Sinuk-46 đưa các lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ đến một khu vực nơi lãnh đạo nhà nước Hồi giáo có tên là Abu Bandadi đang ẩn náu ở Syria. Cách đó nửa vòng trái đất thì Tổng thống Donald Trump đã theo dõi một cuộc đột kích trong thời gian trực thăng trực thăng và đã được thông qua một liên kết video khi quân đội nổ tung nơi ẩn náu và gửi chiến binh truy nã gắt gao nhất trong những bước cuối đời của Bà Đà Đi. Nhóm nhà nước Hồi giáo, cuộc đột kích cái đây là một trong những cái sự kiện mà có thể nói liên quan táo bạo nhất. Thế cái cuộc đột kích này diễn ra như thế nào thưa sinh viên? Thưa quý vị, cuộc đột kích có thể được coi là táo bạo và là đỉnh điểm của nhiều năm làm việc thu thập thông tin, tình báo, và 48 giờ lên kế hoạch một cách vội vàng một khi Washington đã biết rằng ông Baradi sẽ ở một khu vực ở Tây Bắc Syria. Vào đêm diễn ra với độ chính xác có thể nói là rất là cao và những bước ngoặt bất ngờ. Vì tái cấu trúc này dựa trên các tài khoản đầu tiên của Tổng thống Donald Trump và các quan chức chính quyền khác mong muốn chia sẻ các chi tiết mà Hoa Kỳ đã chiếm được mục tiêu hàng đầu của họ kính thưa quý vị tất cả những sự kiện diễn ra trong một ngôi nhà ở một ngôi làng ở phía tây bắc syria baradi cùng với hai người phụ nữ và con của họ hai người phụ nữ đã được quấn tất cả các loại bom nổ tự sát quanh người cùng với baradi nhưng đến giờ chó thì hai người phụ nữ này không đủ can đảm để kích hoạt những ngòi nổ chung quanh của mình và chỉ có một mình baradi đã kích nổ những cái bom tự sát ở chung quanh người và mang theo baradi vào cõi thiên thu một trong những cái chương trình kết kết hợp bí mật này đã được diễn ra trong vòng 2 ngày gọi là 48 tiếng đồng hồ tổng thống Donald Trump có thể nói bay đến trại David để tham dự ngày lễ kết hôn 10 năm của con gái cưng của ông đó là Ivanka, sau đó ông trở lại tiểu bang Virginia gặp thượng nghị sĩ Lindsey Graham thảo luận và sau đó trở lại một trong những gọi là cái phòng tin hình Situation Room và theo dõi tất cả những sự kiện trên màn hình cũng đồng thời ông yêu cầu tất cả các trại trại gọi là khảo sát về DNA thực sự coi cắt đi một mảnh thịt của đi của Dan Bendady để xem đúng có thật là Bendady hay không và sau đó thì sau vòng 15 phút sau ông đã nhận được một cái tin rõ ràng là Bendady đã từ trận. vào đêm thứ sáu tổng thống Donald Trump đã lựa chọn tất cả các nhân viên cao cấp quân sự trên bàn làm việc của mình và đến thứ tháng thứ bảy thì chính quyền cuối cùng đã có một gọi là một cái hành động để và tất cả khai thác tất cả những sự việc mà chúng ta đã nói rằng đây là một trong những hành động quan trọng nhất của đời làm việc của Tổng thống Donald Trump chẳng kém gì ông Barack Obama. Ông đã giết đi được một thủ lãnh Hồi giáo, một trong những phiến quân Hồi giáo rất quan trọng và có thể mang lại nhiều tác hại cho đến vấn đề an ninh trên thế giới. Quý vị đang cùng với Xuân Quỳnh và đoàn trọng qua cà phê sáng và chúng tôi sẽ trả lại với quý vị trong giây lát. Hi, I'm On Little Saigon TV. Thạch Hoàng chân thành cảm tạ hàng ngàn gia đình đã đến văn phòng Thạch Hoàng lo trước hậu sự hơn 8 năm qua mang đến sự bình an cần thiết cho hàng ngàn gia đình và có được rất nhiều lợi ích khi mình chuẩn bị trước luôn đỡ tốn kém trả góp không tiền lời không còn phải bối rối khủng hoảng luôn được an tâm và thoải mái quý vị gọi ngay cho Thạch Hoàng chương trình an táng hậu sự có rất nhiều ý nghĩa hàng ngàn gia đình đã cố gắng lo trước để không còn phải làm phiền hà ai nhẹ gánh nặng cho gia đình khi chính mình quan tâm chuẩn bị trước hậu sự thì gia đình sẽ không bị nhầm lẫn phải nên làm điều gì không còn phải khủng hoảng càng trần trờ thì càng tốn thêm rất nhiều thì giờ và thêm nhiều tiền lại càng bối rối lo trước hậu sự là món quà đầy ý nghĩa mà chính quý vị cần phải làm để giúp đỡ cho gia đình mình Quý vị gọi ngay cho Thạch Hoàng số rất dễ nhớ 714 494 9999 494 9999 Nói đến phản ứng của nhà nước Hồi giáo, đây là một trong những sự kiện quan trọng của những vấn đề gọi là nhóm phiến quân Hồi giáo. Chắc vị còn nhớ lại sau khi bắn chết à, Bin Laden, thì đến bây giờ Vendadi là một trong những nhân vật được xem như là người thừa quế của Bin Laden vậy bây giờ chúng ta thử lại xem coi thử nhà nước hồi giáo họ phản ứng như thế nào sau cái chết của thủ lĩnh của họ Tưa Xuân Quyền. Chú quý vị, việc loại bỏ nhóm nhà nước hồi giáo đã đưa ra cho tổng thống Donald Trump một lập luận mới về việc rời khỏi Syria. Nhưng chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ chống lại những kẻ cực đoan về việc giết chết ông Baradi của lực lượng Hoa Kỳ đã khiến cho nhà nước Hồi giáo không có một nhà lãnh đạo rõ ràng, một thất bại lớn đối với một tổ chức mà vào tháng 3 quân đội Mỹ và lực lượng người Kurd đã buộc rời khỏi như những lời họ đã tuyên bố. Tương nhiên là lực lượng của Hoa Kỳ và lực lượng người kết có thể nói trong vào tháng 3 vừa qua họ đã dồn tất cả mọi nỗ lực và tấn công dồn dập đến tất cả những cứ điểm cuối cùng của quân phiến quân Hồi giáo tại miền Tây Bắc Syria. Những nhóm chiến binh phát sinh từ tàn dư của Al-Qaeda ở Iraq sau khi bị đánh bại bởi các lực lượng Hoa Kỳ vào năm 2008 có tham vọng tái sinh một lần nữa và nó vẫn là một mối đe dọa trong nguy hiểm ở Iraq, ở Afghanistan và hơn cả thế giới nữa. Điểm mấu chốt của tất cả các quốc gia Hồi giáo là giết chết người Hồi giáo nơi bạn được xem là một tôn giáo có tính cách đạo đức, khuyến khích những mạng lưới tín đồ xa xôi bao gồm cả những người ở Hoa Kỳ thực hiện bạo lực và bất cứ nơi nào họ có thể. Kính thưa quý vị, đó là một trong những nhóm phiến quân nguy hiểm và họ dựa vào căn bản của những người gọi sùng đạo Hồi giáo và dẫn đến một trong những sự gọi là xung đột và tàn bạo nhất thế giới. Thế thì bây giờ điều đó có ý nghĩa gì với tất cả các lực lượng Hoa Kỳ hiện nay? Họ sẽ tiếp tục săn lùng và tấn công các mục tiêu quan trọng của nhà nước Hồi giáo như thế nào? Thưa quý vị, đối với lực lượng của Hoa Kỳ thì điều đó có ý nghĩa là sẽ tiếp tục săn lùng và tấn công các mục tiêu quan trọng của nhà nước Hồi giáo. Ngay cả khi mà Tổng thống Donald Trump đã nói là cao ông cam kết với một chiến dịch vào năm 2016, cam kết là đưa họ về nhà và chấm dứt các cuộc chiến bất tận, bắt đầu dưới thời của những người tiền nhiệm. Tổng thống Donald Trump vào hồi đầu tháng này cũng đã đi tự tuyên bố là rút quân gần như là hoàn toàn của lực lượng Hoa Kỳ ra khỏi Syria để quyết định rằng một số và có lẽ là vài trăm người phải ở lại để giữ cho các mỏ dầu ở phía đông Syria không rơi vào tay nhà nước Hồi giáo. Và Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã đồng ý là giữ khoảng 150 lính Mỹ tại một căn cứ ở miền nam Syria. Kính thưa quý vị, vào sáng Chủ nhật khi thông báo rằng Baghdadi đã từ nổ tung sau khi bị dồn vào đường hầm ngầm ở Syria, Tổng thống Donald Trump đã thừa nhận rằng <laughs> phiến quân Hồi giáo, người mà ông thường gọi là 100% bị đánh bại, vẫn có thể có tham vọng trở lại. Ông này nói, ông nhóm này là ông đã trình bày, nhóm này rất mạnh, rất mạnh mẽ và tìm cách xây dựng nó một lần nữa. Điều này ông Tổng thống Donald Trump đã giải thích tại sao Bernadette ở tỉnh Idlib phía tây bắc của Syria ở một khu vực điểm kiểm soát phần lớn bởi một nhóm đối thủ. Tổng thống Donald Trump đề nghị tất cả các quốc gia khác bao gồm Nga tiến hành một chiến dịch chống phiến quân Hồi giáo, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy lực lượng Hoa Kỳ sẽ sớm từ bỏ nhiệm vụ này. Công việc của chúng tôi là luôn đứng đầu và đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tiếp tục nắm quyền lãnh đạo của họ. Đó là lời tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper nói trên kênh truyền hình ABC vào tuần vừa qua. Và dân biểu Michael Roger, Đảng Cộng Hòa đã xếp rằng trong Ủy ban An ninh Nội địa Hạ Viện cho biết 5 năm của Hoa Kỳ và nỗ lực liên minh bên trong Syria đã không loại bỏ được mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo. Bởi thế bây giờ chúng ta trở lại vấn đề ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ qua cái sự việc này. Tại sao ông lại muốn bắt ông thủ lệnh đi mà không muốn giết chết ông này? Vì sao như vậy thưa Xuân Quỳnh? Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Mark Esper vào hôm 27 tháng 10 đã nói rằng là Mỹ đã tìm cách bắt sống ông Badadi, thủ lĩnh của nhà nước Hồi giáo trong cuộc đột kích của biệt kích Mỹ vào vùng Tây Bắc của Syria. Quan chức quốc phòng hàng đầu của Hoa Kỳ đã trích lời và nói thêm rằng lực lượng biệt kích có thể triệt hạ Badadi nếu như cần thiết. Chúng tôi tìm cách gọi Badadi về và yêu cầu ông ta đầu hàng, ông đã nói với kênh truyền hình CNN. Ông nói thêm rằng thủ lĩnh của nhà nước Hồi giáo đã từ chối rồi bỏ chạy xuống một đường ngầm rồi sau đó là tự làm nổ tung mình. Ông Esper cũng đã nói rằng hai thành viên của lực lượng biệt kích bị thương nhẹ trong chiến dịch này nhưng đã trở lại làm nhiệm vụ. Quan chức quốc phòng Mỹ đã nói rằng tổng thống Donald Trump ra lệnh thực hiện chiến dịch trên vào cuối tuần trước. Kính thưa quý vị, đó là toàn bộ tất cả các sự kiện mà sáng nay nhóm Cà Phê Sáng của chúng tôi gửi đến quý vị qua một trong những chấn động quốc tế, đó là thủ đánh Varadi của phiến quân Hồi giáo đã bị Hoa Kỳ triệt tiêu. Lại nhiên, chúng ta vui mừng vì có thể nói thủ lĩnh của một nhóm phiến quân, một cái nhóm mà có thể tàn bạo, luôn luôn gây ra bao nhiêu tàn tốc cho nhân loại đã bị triệt hạ. Nhưng điều đó không nghĩa là chúng ta dừng lại, vì tất cả các phiến quân Hồi giáo cuộc sau khi Bin Laden ra đi, họ vẫn tiếp tục và họ vẫn mang một cái ý hiểm khích với thế giới và nhân loại. Đó là một vài tin đặc biệt và sáng nay qua kỳ lệ ly cà phê sáng chúng tôi gửi đến quý vị. Bây giờ thưa quý vị cho phép chúng tôi tạm quên những sự việc với phiến quân Hồi giáo. Bây giờ chúng ta trở lại một trong sự việc mà có thể nói tất cả các hàng quán cà tất cả các tiệm nhậu, tất cả những nơi nào ngay cả tại Việt Nam cũng giống như tại Nga sâu, tại Ukraine, tại Ba Lan, tại tiệm khác, và đặc biệt tại Anh và Hoa Kỳ, chúng ta đều nói đến. Kính thưa quý vị, 39 ngàn nhân đã bị chết ở trong một container từ một cảng của Mỹ đến Anh và sự kiện này đã làm chấn động dư luận thế giới. Đây là một trong những cái việc, vụ sự việc làm lương tâm của con người bị khuấy động. Vì qua những cái việc gọi là bọn buôn người trái phép Luôn luôn áp đặt cho họ kiếm tiền bạc Để rồi gieo bao nhiêu tăng tác cho những người có thể nói là nạn nhân của họ Việc trước tiên chúng tôi trở lại và à, thêm vào vài sự kiện gọi là thảm kịch của Excess Tuy nhiên là một thành phố ở tại Anh Quốc Nơi hiện nay đang có 39 người à, Chắc lẽ phần lớn chúng ta đều nói là 39 người là người Việt Nam Trong đó có 31 người đàn ông và 8 người phụ nữ Chúng tôi thì đang tìm hiểu thêm về các trường hợp xung quanh cái chết của 39 người trong một container vận chuyển được tìm thấy tuần trước ở Excess, phía đông nam của nước Anh. Các nhà điều tra của Anh hiện nay vẫn đang cố gắng xác định danh tính và quốc tịch của 8 phụ nữ và 31 người đàn ông ở trong container nằm trên lưng của một chiếc xe tải. Mỗi người đều mang theo một túi đồ dùng cá nhân và nhiều người có điện thoại di động đang được tải xuống và phân tích pháp lý. Lúc đầu thì các nhà chức trách cho biết các nạn nhân có thể là người Trung Quốc nhưng giả định đó đã bị đặt ra câu hỏi khi ít nhất một trong số các hành khách được tìm thấy là người Việt Nam. Giờ đây vụ việc được cho là một ví dụ chết người của một hoạt động buôn lậu trong đó có người dân từ Việt Nam đã trả tiền để được vận chuyển bất hợp pháp và thường ở trong điều kiện rất là nguy hiểm. Họ đến châu Âu để có cơ hội sống tốt hơn. Một trong những người đàn ông 25 tuổi là người lái chiếc xe đã bị bắt và bị buộc tội ngộ sát. Ông ra tòa vào sáng hôm nay. Thế tất cả những sự kiện mà chúng ta đưa tin thêm và tìm hiểu thêm thì có những cái gì bí ẩn qua cái vụ 39 người này thưa Xuân Quỳnh? Thưa quý vị, về phía Việt Nam thì công an Việt Nam vào hôm 27 tháng 10 đã lấy mẫu tóc cũng như là máu của những người thân của các nạn nhân có thể mà được cho là đã thiệt mạng trong vụ 39 tử thi. Và về phía hãng tin Anh thì đã nói rằng cảnh sát Anh vẫn đang điều tra về danh tính của các nạn nhân mà tin cho hay là trong nhiều trường hợp không có cái giấy tờ tùy thân theo như rider dẫn tin thì cha của cô Phạm Thị Trà My là một trong những nạn nhân người Việt Nam đã mất trong cái vụ xe container này đã cho biết là cô đã gửi cái dòng tin nhắn cho ông với tin nhắn là con chết vì không thở được và cho biết rằng công an cũng đã tìm tới lấy mẫu tóc và máu từ gia đình ông theo như báo tuổi trẻ một tờ báo tại Việt Nam vào chiều 27 tháng 10 đã dỡ lời ông Nguyễn Đình Sắc ở Nghệ An, người có con cũng đã bị thiệt mạng và nói rằng công an đã tới cũng lấy mẫu tóc và móng tay của vợ ông để xác định con ông có nằm trong số 39 người chết trong các container ở nước Anh hay không. Lẽ nhiên bây giờ thì tất cả các sự gọi là cố gắng trao đổi tin tức và tài liệu cũng giống như việc cần thiết giữa tòa đại sứ Anh Việt Nam tại Anh với tất cả những cơ quan điều tra của Anh đồng thời với tất cả những nhân viên công an thuộc tỉnh Hà Tĩnh. sẽ gì chúng tôi nói Hà là vì tất cả những người nạn nhân phần lớn ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Yeah. Và đến bây giờ thì như Xuân Quỳnh vừa gửi đến quý vị là tất cả những cái tóc, những cái thịt mà có thể những cái gọi là ừ, cái mẫu máu mẫu máu của yeah. ADN, tuy nhiên là ừ. DNA đó, người Việt Nam mình hay gọi là ADN sẽ được gửi qua bên anh để xác nghiệm và coi thử để lấy ra tên tuổi của những người này để có thể nói rằng trao đổi và vấn đề trong tương lai như thế nào. là dĩ nhiên chúng ta đau buồn với những người dù họ quốc tịch nào, dù họ quốc gia nào, họ dù sống trong điều kiện sung sướng hay là nghèo khổ như thế nào, nhưng họ vẫn có giá trị của con người của họ. Và có thể nói những người buôn lậu này đã tước đi cái giá trị cuộc sống của họ và có thể nói cướp đi cả con cuộc đời của họ, thân nhân của họ. Chúng tôi được biết thêm là một số người qua tất cả các tin của VN Express cũng giống như tin của VOA thì cho chúng tôi biết rằng là tất cả các nạn nhân này họ đã mang một cái số tiền nợ rất là lớn để được có cơ hội đi qua Anh để hậu mong có một cái tương lai làm việc. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải biết rằng rất nhiều người Việt ở Anh hiện nay cũng đang sống tại London, tại Chelsea, cũng tại như là những thành phố khác và họ cũng có những công ăn việc làm và họ có thể là đầu mối, cũng có thể có những liên hệ để tạo công ăn việc làm cho những người này hoặc là những cái hứa hẹn để có một cuộc sống tốt ở anh điều đó đang ở trong vòng điều tra thưa xuân quyền đó là một tin buồn với những người việt chúng ta đã bị nạn ở trong vụ thảm kịch 39 người chết ở trên container quý vị đang cùng với xuân quyền và đoàn trọng qua cà phê sáng và chúng tôi trở lại với quý vị trong giờ lát là... trong những tháng vừa qua thì có thể nói chúng ta nói đến rất nhiều cuộc biểu tình ở tại Hồng Kông. Đây là một trong những cuộc biểu tình đã làm cho cả thế giới kinh ngạc với tất cả những sự diễn biến liên tục diễn ra ở tại Hồng Kông. Nhưng đến bây giờ thì chúng ta nói hậu quả của những cuộc biểu tình này nó có ảnh hưởng đến những vùng xa xôi như tại Nam Mỹ, như tại Trung Đông hay là không? Kính thưa quý vị, câu trả lời là có. Vì tại Santiago ở tại Chile, một trong những cuộc biểu tình có một cái dạng y như tất cả những gì đã diễn biến tại Hồng Kông đã diễn ra trong những ngày vừa qua. Và con số người bị chết cũng đã diễn lên đến tới 11 người. Tại Tây Ban Nha, kính thưa quý vị, những cuộc biểu tình cũng mang màu sắc như tất cả những gì đã diễn ra ở tại Hồng Kông cũng vẫn liên tục. Và ngày hôm nay thì tại Liban, Lebanon thì chắc là quý vị đã biết một trong những thành phố có tên là Beirut cũng đã diễn ra những cuộc biểu tình liên tục. Và đây là một trong những sự kiện mà cho thấy rằng ảnh hưởng của những người ở Hồng Kông đã lan đi khắp nơi trên thế giới. Xung kỳnh với tất cả các sự kiện liên quan đến cuộc biểu tình ở Liban như thế nào thưa Xuân Quỳnh? Thưa quý vị, đó là một ngày cuối tuần khác của các cuộc biểu tình và bất ổn tại các thành phố lớn trên toàn cầu. Tại Liban thì những người biểu tình đã bắt tay vào Chủ nhật để tạo thành một chuỗi liên kết với nhau từ miền Bắc cho đến miền Nam của đất nước này. Một biểu tượng tượng trưng cho sự đoàn kết dân tộc trong thời kỳ hỗn loạn chính trị và được mệnh danh là cách mạng tháng 10 và thứ bảy trong khi đó thì tại Chile, tổng thống của nước này đã yêu cầu tất cả các bộ trưởng của mình từ trước để ông có thể cải tổ lại nội các của mình và để đáp lại những ngày biểu tình rầm rộ. Trong lúc đó thì tại Hồng Kông, nơi mà các cuộc biểu tình ngay càng mở rộng và kéo dài kể từ hồi tháng 6, thì những người biểu tình đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì nhiều tháng khá là bất ổn. Hồng Kông cũng đang phải đối mặt với sự suy thoái về kinh tế vì các cuộc biểu tình đã khiến cho số lượng khách du lịch cũng như là những cái cửa hàng buôn bán ở nước này bị giảm sút trầm trọng. Kính thưa quý vị, đó là sự lựa chọn của con người đối diện với một trong những cái đề tài chính liệu con người có được tôn trọng giá trị nhân phẩm và nhân quyền của họ hay không? Điều mà chúng ta nói rằng tất cả những cái sự phe đảng kết nhóm với nhau của những nhóm chính trị liệu có thể nói bị loại ra khỏi tầm ngắm của những người biểu tình hay không? Đó là một câu hỏi mà trong tương lai chính những người hiện nay có thể đang ám đập một cái sự độc tài lên họ đây phải chờ đón những câu trả lời bởi những đám đông và chúng ta thấy phong trào biểu tình ngày càng rầm rộ diễn ra ở khắp nơi trên thế giới. Bây giờ thì quý vị cùng với chúng tôi trở lại Washington DC nơi tất cả những sự kiện mà chúng ta thường hay nói đến hai chữ impeach, tất nhiên là luận tội, à, tất nhiên là trút phế những tất cả những sự kiện này dai dẳng hết ngày này qua ngày nọ hết tháng này qua tháng kia chúng ta đã nghe nói đến liệu bây giờ vấn đề luận tội đối với tổng thống Donald Trump như thế nào tất cả tin tức mới nhân về cuộc điều tra luận tội thì cụ phó tổng thống Joe Biden đã nói với một trong cái chương trình gọi là 60 Minutes tất nhiên là 60 phút ông cho rằng con trai của ông Hunter Biden đã không làm gì sai bằng cách ngồi vào hội đồng quản trị của một công ty năng lượng ở Ukraine lại Yên con trai ông không có làm gì sai à, khi con trai ông được bổ nhiệm vào Hội đồng Năng lượng của Ukraine. Nhưng mà chúng ta nghĩ xem nếu con trai của ông không phải là con của ông một vị Phó Tổng thống của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ thì chắc lẽ cũng khó có thể có mặt ở trong thành phần của Hội đồng Quản trị Năng lượng ở Ukraine phải không thưa Xuân Quỳnh? Dạ vâng. Và trong cái cuộc gọi vào ngày 25 tháng 7 vừa qua giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Zelensky Tổng thống Trump đã thúc giục Ukraine điều tra ông Joe Biden. Bởi thế, ở Washington, cựu phó tổng thống Joe Biden đã tự bảo mình khỏi tất cả các cuộc tấn công của tổng thống Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes như thế nào, thưa Xuân Kỳnh thưa quý vị tin từ Washington thì cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công của Tổng thống Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn gọi là 60 phút vào hôm chủ nhật và nói rằng con trai của ông không làm một điều gì sai trái bằng cách chấp nhận một vị trí trong hội đồng quản trị của một công ty năng lượng ở tại Ukraine trong khi đó thì ông Joe Biden đang ở trong văn phòng tôi chưa bao giờ thảo luận về công việc kinh doanh của tôi hoặc công việc của họ con trai hay con gái của tôi và tôi chưa bao giờ thảo luận về họ vì họ biết tôi phải làm công việc của mình ở đâu đó và đó là điều mà họ cần phải đưa ra phán xét đó là những lời chia sẻ của ông Joe Biden. Kính Thưa quý vị chúng ta trở lại việc vấn đề luận tội của tổng thống Donald Trump thì hầu hết tất cả các đảng viên dân chủ trong năm 2016 đều vượt qua những người thách thức đó là của phía đối lập của họ đảng Cộng hòa. Cục quan chức an ninh quốc gia sẽ không làm chứng trước quốc hội. Goldie tổng thống Trump yêu cầu Ukraine không giúp đỡ. Uh, yêu cầu Ukraine giúp đỡ không thể bị buộc tội và tất cả các điều đó đã cho thấy rằng vấn đề luận tội vẫn vây quanh mãi trong những cái sự việc mà liên tục diễn ra ở tại Washington DC. Lời theo cụ phó tổng thống Joe Biden thì ông cũng theo đuổi ông Trump vì các hoạt động của con gái ông khi còn đương chức. Nếu được bầu ông nói các con ông sẽ không có mặt trong văn phòng nhà trắng hoặc tham dự tất cả các cuộc họp tân nội các điều đó chỉ đơn giản là không phù hợp bởi vì bạn nên nói rõ với công chúng mỹ rằng thứ bạn đang làm dành cho họ đối với họ đó là điều của ông uh, Joe Biden đã nói và sự háo hức của tổng thống Donald Trump muốn khiến Ukraine điều tra Bushisma, công ty năng lượng thuê Hunter Biden là trung tâm của cuộc điều tra luận tội mà đảng dân chủ tại hạ viện đang đưa ra tổng thống kêu gọi tổng thống Ukraine xem xét các nhà thầu về cuộc gọi điện thoại trong ngày 25 tháng 7 khét tiếng của hai nhà lãnh đạo này. Ở đây là một trong những sự kiện mà cho thấy rằng à, có thể nói rằng người ta đang háo hức tìm xem xem tất cả những cái sự kiện gì liên tục diễn ra giữa tất cả những dân biểu quốc hội đặc biệt là tại hạ viện theo dõi cái cuộc điều tra để đưa đến vấn đề impeachment tổng thống Donald Trump thưa quý vị và trong khi đó thì đảng dân chủ hạ viện đang chuẩn bị cho một loạt các vụ lắng động đóng cửa với các nhân chứng trong tuần này bao gồm cả người đầu tiên với một thành viên của nhân viên nhà trắng Tim Morrison, một quan chức của Hội đồng Bảo an Quốc gia có công việc bao gồm chính sách của Hoa Kỳ đối với Ukraine, sẽ được ấn định vào hôm thứ Năm. Một cựu quan chức Nhà Trắng có tên là Cooperman đã lên kế hoạch thách thức trác đòi hầu tòa để xuất hiện trước các ủy ban hạ viện dẫn đầu cuộc điều tra luận tội cho một sự lắng động vào sáng thứ hai, theo như luật sư của ông đưa tin. Đến bây giờ thì người ta nói một trong những nhân vật chủ chốt mà có thể ra điều trần trước hạ viện đó là ông John Bolton. Của cố vấn an ninh của tổng thống Hoa Kỳ liệu ông có mặt để điều trần về tới hạ viện tất cả những gì liên quan đến tất cả những sự kiện mà chúng ta nói rằng đây là nguyên nhân để đưa đến vấn đề luận tội tổng thống Donald Trump hay không. Chúng ta chờ xem tất cả những sự kiện diễn biến ở tại Washington DC trong một thời gian gần đây. Tất cả những sự kiện trên chúng ta tạm bỏ qua để về chúng ta đi đến một trong những cái vấn đề mà chúng ta thường hay nói Me Too cái vấn đề lạm dụng tình dục đã bị yeah. như thế nào. Nhưng đến bây giờ thì sự kiện này đến với một nữ dân biểu của tiểu bang California, đó là dân biểu Katie Hill. Kính thưa quý vị, dân biểu Katie Hill đã chính thức đưa lên đưa đơn lên quốc hội ủy ban đạo đức của hạ viện và xin từ chức. Đại diện của bà Katie Hill ở tại California phóng tuyên bố hôm chủ nhật rằng bà có thể sẽ từ chức tại quốc hội trong một cái bối cảnh cáo các buộc vì liên quan đến tất cả các cáo buộc về mối quan hệ tình dục với một thành viên của nhân viên quốc hội và là một nhân viên trong chiến dịch của bà. Đây là điều khó nhất tôi từng phải làm, nhưng tôi tin rằng đó là điều tốt nhất cho các thành phần của tôi, cộng tác với tôi, cộng đồng của tôi, đất nước của tôi. Và cô đã viết như vậy trên một trang Twitter sáng nay. Đó là bà dân biểu Katie Hill, một trong những người vừa mới có 32 tuổi bà hiếu nói rằng sự từ chức của cô của bà là những gì cần phải xảy ra để cho những người tốt bụng ủng hộ tôi sẽ không còn phải chịu nỗi đau của những người chống vũ phu của tôi và đó là không để họ không để ủng hộ của bà sẽ không còn phải chịu nổi cái sự mà gọi là người chồng vũ phu của bà à, đã có những cái hành động tàn bạo và những người điều hành chính trị đáng ghét dường như vui vẻ cung cấp một nền tảng cho một con quái vật thúc đẩy một chiến dịch bôi nhọ được xây dựng xung quanh việc khai thác trên các trang mạng À, trong một bức thư gửi cho các thành viên của mình vào đầu tuần này, bà Hill đã thừa nhận có mối quan hệ với nhân viên của chiến dịch tranh cử của bà. Tôi biết rằng ngay cả một mối quan hệ đồng thuận với cấp dưới là không phù hợp, nhưng tôi vẫn cho phép nó xảy ra bất chấp sự phán xét tốt hơn của tôi. Cô viết, cô nói rằng mối quan hệ đã xảy ra trong những năm cuối của những gì mà cô nói đó là một cuộc hôn nhân lạm dụng. À, bài Hiệu 32 tuổi đang sống trong một cuộc ly hôn đầy tranh cãi và tuần trước đã thừa nhận mối quan hệ ngoại hôn nhân ngoại hôn nhân với một cựu phụ tá chiến dịch. Sau khi một cái blog của đảng cộng hòa công bố chi tiết về mối quan hệ này và hình ảnh thân mật của các chi tiết khác về cuộc chia tay đang diễn ra của cô. À, tất cả những sự kiện đó có thể nói đã được quốc hội đưa ra. Với Ủy ban đạo đức quốc hội họ đang diễn xét. Cái, cái điều mà chúng ta thấy cái vấn đề sơ sơ một dân biểu quốc hội có một cái quan hệ tình dục với một người thuộc cấp của bà mà bà bắt buộc phải từ chức. Yeah. Đấy là cái sự tôn trọng tất cả những cái gì mà luật lệ cho phép. Ở đây thì tại ngay cái thành phố của chúng ta đang sống thì là một trong những người lại có quan hệ là có đi đi đâu cũng phải đăng ký nó gọi là register of sex offense nghĩa là phải đi đăng ký về vấn đề là tấn công tình dục người ta. Thế mà hội đồng thành phố Westminster nhẫn nhương đưa cái người đó vào trong một cái ban tổ chức điều hành một cái hội diễn có thể đây là một cái ngày quan trọng của người Việt chúng ta quý vị lương tâm có cắn rứt hay không quý vị làm những cái việc đó đây là một cái sự kiện mà chúng ta có thể nói rất đau lòng với những người Việt chúng ta một người mà bị cất cả thế giới đi đâu người ta cũng sợ ấy đi đâu cũng phải đăng ký register set up fan vậy mà lại bổ nhiệm vào một cái chức vụ là ban chủ tịch ban điều hành diễn hành tết một cái ngày lớn trọng đại và wow, thật là đáng buồn khi chúng ta nghe những cái tin tức về vấn đề lạm dụng tình dục quý vị đang cùng với xuân quyền và đoàn trọng qua cà phê sáng và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giải đáp Chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Cà Phê Sáng và trở lại phần cuối của chương trình Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một trong những sự kiện quan trọng Và diễn ra vào ngày 23 tháng 10 tại phòng xứ của tòa Supreme Court ở tại Westminster Đó là sự kiện thưa kiện giữa hai nhân vật trong cộng đồng người Việt chúng ta ông tiến sĩ Phạm Kim Long và anh Ngô Kỷ À, xin được gửi lời chào đến tiến sĩ phạm kim long và tiến sĩ phạm kim long có thể chi tiết cho tôi ngắn gọn tất cả những sự kiện diễn ra ở tại phòng xử à, của thành phố westminster à, của tòa án thượng thẩm của california ở westminster thì, à, của bà chánh án kimberly neal với cái sự kiện mà giữa ông và ông ngô kỳ thưa tiến sĩ à, vâng thưa anh và thưa quý vị cái cái phiên xử đã diễn ra vào ngày 23 tháng 10 vừa qua À, chọn ngày nhưng mà đến khoảng buổi chiều khoảng gần 4 giờ chiều thì bà sẽ án bà nói là đủ rồi bà ấy đã có bà sẽ có cái án lệnh nhưng mà sau khi 15 phút bà trở ra bà ấy nói là bà ấy sẽ trở lại với cái án lệnh vào ngày vào 10 giờ sáng ngày hôm sau tức là ngày 24 à, vì bà ấy phải vì, vì bà phải viết uh, khá nhiều cho cái án lệnh đó vâng cho đó chúng tôi trở lại uh, phòng uh, phía, phòng tòa vào 10 giờ sáng ngày 24 tức là ngày hôm sau để cho bà tránh án bà đưa ra cái án lệnh thì trước khi mà bà đưa ra cái án lệnh bà dùng nửa tiếng khoảng hơn 30 phút để mà bà ấy, bà ấy chia sẻ với cộng đồng chúng ta thưa thưa, thưa thưa tiến sĩ bây giờ thì đang chờ đợi tiến sĩ vâng. cho biết cái án lệnh đó bao gồm những cái chi tiết như thế nào dạ vâng thưa anh trọng cái án lệnh đó là tòa đưa ra một cái restraining order trong vòng 3 năm trời đó thì ông ông Ngô Kỳ như quý vị thấy, ông Ngô Kỳ à, à, không được đến gần chúng tôi cho 5 feet. Đây là cả một cái điều khoản mà một số người cho là quá nhẹ nhàng, nhưng mà đây là những cái mà chúng tôi đã xin với tòa vì chúng tôi đã nói như vào cái phần mà closing remark vào cái, cái cái phần cuối ngày 23 đó chúng tôi có xin với tòa là chúng tôi hy vọng rằng đây chúng tôi không có muốn làm chuyện gì khó khăn bây cho giờ ông tiến kỳ. sĩ cho phép chúng tôi đi vâng. vào những cái chi tiết vâng. và chúng tôi không đi vào chúng tôi muốn cái chi tiết cái án lệnh của tòa án đưa ra mà thôi dạ à, vâng thì là à, vâng thưa, thưa anh là anh tương nhiên là cái distance restraining order thưa vâng, sĩ đi vâng, vâng, cái, cái cái án lệnh của tòa là ông ngô kỳ không được đến gần chúng tôi gần hơn 5 feet và chờ ông ấy trong thời gian 3 năm ông ấy chỉ được liên lạc nếu ông ấy muốn liên lạc với chúng tôi họ cho liên lạc nhưng mà chỉ được liên lạc với cái họ gọi, gọi là peaceful contact peaceful contact only thế thế nào là peaceful contact only tất nhiên à, là chủ, phải nói vâng, chuyện bình vâng, thường hòa vâng, thảo hòa hòa, khi, hòa với nhau trước hả? khi mà deliver cái án lệnh đó, bà quan tòa đã bà đã giải thích cho chúng ta biết là cái 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 first amendment không cho phép chúng ta được chửi mắng chữ người khác là cộng sản không cho phép được dùng những cái chữ như là bưng bo và trước công chúng không được dùng những cái chữ mà tiếng Việt mình mình gọi là mình văn tục ra mình để là đi em mà chính bà tòa bài hai lần bà đã nói thẳng cái chữ đó ra trong viên tòa xin lỗi quý vị bà dùng cái chữ motherfucking và bà nói là những cái chữ đó là những cái chữ nó 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 đúng cái nó mít cái 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 định nghĩa của cái 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 cái, cái, cái tội harassment của luật tiểu bang. Vâng. Thế uh, ngoài ra thì đó là những cái sự kiện mà Bây giờ trở lại vấn đề còn gì để nói về cái vụ án này nữa không? Thế tất cả các chi phí trên đó thì có ai trả cho ai không? À, vâng thưa anh không ông khi mà ông Ngô Kỳ nộp vô cái, cái 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 lời khai của ông, ông đưa ra luật sư, ông có ghi tên luật sư vô và có có yêu cầu tòa bắt chúng tôi phải trả tiền luật sư phí của những cái phí tổn cho ông nhưng mà tòa đã không bắt những cái đó tòa đã để chống. Ok. Kính thưa quý vị, đây là một trong những sự kiện chúng tôi dành thời giờ cà phê sáng để cho quý vị theo dõi để quý vị hiểu về tất cả những gì diễn biến trong cộng đồng, đồng người Việt chúng ta. Và chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ có cái tiếp của bà Kimberly Neal và nói về tất cả những gì mà chúng ta thường có thể nói không được hiểu nhiều về vấn đề gọi là tự do ngôn luận. Theo như cái sự nhận định của chúng tôi thì bà Kimberly Neal đã nói rằng tự do ngôn luận không có nghĩa rằng là chúng ta sử dụng những danh từ bà nói như là bưng bô Gán ép cho người nào là việt cộng là cộng sản vì đó là một trong những cái vân một trong những cái từ ngữ mà có thể nói nhạy cảm bén nhạy ở trong cái cộng đồng vâng. gây ra những cái sự tổn hại cho người ta bởi thế những ai trong quá khứ mà đã từng làm như vậy nên cẩn thận và đề phòng vì đó là một trong những sự kiện vi phạm luật lệ có đúng như vậy thưa không vâng, uh, Bà giải thích rõ ràng cái điều đó vâng. Bà giải thích bà nói như vậy tất nhiên trong quá khứ bà có nói rằng mà ông Ngô Kỳ có nói điều đó không ông ngô kỳ có nói và bà có nghe những cái 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 video ông ngô kỳ chạy theo tôi mà nói là đây là thằng về thằng thằng khốn nạn thằng về thằng cộng sản thằng này thằng kia bà nghe bà hiểu cái chữ cộng sản và bà và bà, bà nói nhất là khi mà ông ngô kỳ nói ra nói bằng một cái giọng rất là giận dữ bà bà và bà, bà cho biết như vậy là nó nó đúng vào cái ý nghĩa đúng, nó gọi là mít cái 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 định nghĩa của harassment theo cái luật của tiểu bang kính thưa quý vị ở đây chúng tôi không đề cập đến vấn đề ai thắng ai thua của vụ kiện này đó là vấn đề giữa hai cá nhân và nhau. sở dĩ chúng tôi mang vấn đề này ra đây là đây ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng ta đến danh dự của người Việt chúng ta uh, cá nhân tôi thì xin tôi xin lỗi tiến sĩ tôi coi cái vụ này là một vết bẩn của những người Việt của chúng ta đưa rau nhà tòa thưa kiện nhau chỉ vần những lời nói những hành động mà có thể nói xì uh, gọi là có làm cho người ta coi cái người Việt của mình lại nhiên chúng ta sau 45 năm chúng ta cũng là những người Mỹ chúng ta đây nhưng họ nhìn chúng ta có vẻ một cái cặp mắt khinh bỉ tôi xin lỗi vâng, tiến sĩ trước vâng, khi chúng tôi nói những cái điều đó và thưa tiến sĩ cái mục đích chúng tôi hỏi tiến sĩ trong cái ngày 24 tháng 9 vừa qua tiến sĩ xin một cái án xin một cái đưa một cái tòa án với cái mục đích của tiến sĩ là gì à, thưa anh cái mục đích của tôi như tôi đã trình bày với tòa trong cái lời cuối cùng của tôi là tôi không có muốn gây làm khó khăn cho ông ngô kể chúng tôi muốn chúng tôi hy vọng rằng cái án lệnh này tòa sẽ cho chúng ta biết thế nào là cái quyền, quyền nhưng mà tiến tiến, sĩ xin cái gì tiến sĩ xin cái retraining order hay là tiến sĩ xin ông này đi phải đi ở tù hay là ông này phải chúng tôi bồi xin cái order, retraining order. tiến sĩ có thể nói cho khán thính giả chúng tôi biết cái retraining order có nghĩa là như thế nào à, thưa anh thưa quý vị cái restraining order là một cái lệnh của tòa cấm cái người mà cái người mà bị cáo không có được tới gần không có được tiếp xúc liên lạc với cái người nguyên cáo vâng. trong một khoảng không có được tới gần trong một khoảng thời gian bao nhiêu phiên hay gì đó và vâng. không được tới gần trong bao lâu một thời gian bao lâu thế thưa tiến sĩ cái mục đích của tiến sĩ xin được cái retraining order tiến sĩ có đạt được cái mục đích đó không ờ, thưa anh tôi đạt được cái mục đích cái mục đích đó vì tòa đã, đã ban hành cái lệnh cái án lệnh đó trong vòng 3 năm trời Kể từ ngày 24 tháng 10 vừa rồi Tuy nhiên có nghĩa rằng từ đây cho đến 3 năm tới đây Ông Ngô Kỳ sẽ bị một cái án lệnh retraining order Có nghĩa là có một cái cách khoảng cách giữa ông và ông tiến sĩ Có phải không thưa tiến sĩ? Dạ vâng, cái cái khoảng cách đó là cái physically Tức là ông không được tới gần tôi hơn yeah. Nhưng mà bù bù lại ông cũng không có bị bị tòa cấm Không có được dùng những cái từ ngữ mà ông đã dùng hồi trước Để mà harass chúng tôi Tôi nghĩ rằng bây giờ tại vì tòa không biết thôi chứ từ trước cái từ sau gì nếu những người nào mà đưa đến vấn đề gọi là bị những cái hành động bị ảnh hưởng bị những cái lời nói đó thì có thể nói áp luật không phải là đến bây giờ mới pháp luật mới, mới là được áp luật. Pháp luật áp đặt cho tất cả mọi nơi nhưng chúng ta không sử dụng. Cũng có một số người họ không muốn sử dụng là vì sao? Họ chán ngán ngán cái cảnh ra tòa ra ấy và họ cũng có thể nói họ cảm thấy trên xa lánh của những cái người như vậy ra cũng vậy. Thành bởi thế quý vị Hôm nay bà tòa Kimberly và Neil bà nói rất rõ và chúng tôi sẽ có cái transcript để gửi đến quý vị để để quý vị hiểu rằng những lời nói quý vị thế nào là ảnh hưởng và có thể liên lụy đến vấn đề pháp luật. Quý vị ghét ghê người nào hay thích người nào quý vị không nên có thể nói mạt sát người đó bằng những danh từ mày là thằng Việt Cộng, mày là thằng Cộng sản. Vì những cái điều đó theo bà Kim Linh Nêu nói rằng đó là những cái danh từ rất nhạy cảm của người Việt ở đây và cái mang lại cái tai họa cho người đó. Đúng không thưa tiến sĩ? Dạ, vâng thưa anh, cái lời bà nói là cái quyền tự do ngôn luận. Cái First Amendment tôi chính án số 1 không có nghĩa là mình có quyền mình lăng nhục người khác. Dạ vâng. Tất nhiên điều đó có nghĩa rằng cái tự do ngôn luận không cho phép những người nào đi nói người kia là bưng bô. Vâng. Mày là thằng bưng bô, mày là thằng Việt Cộng, mày là thằng Việt Gian. Cái danh từ đó bây giờ phải tạm chấm dứt và ngâm lại tất cả những tin lại đừng bao giờ nói những cái lời vâng, nói những cái từ ngữ bà? đó đã được bà tòa bãi nêu ra đích danh vâng à, đi lại dĩ nhiên thì chắc lẽ bà là tòa chân án thì bà phải đích danh quý vị có điều kiện đến tham dự buổi tòa thì một trong những người phụ nữ rất trẻ đẹp bà Kimberly Neo bà đã nói rất rành thạo và hiểu biết tất cả những gì của người Việt chúng ta bây giờ cái cảm nghĩ của tiến sĩ như thế nào sau khi tiến sĩ nhận được cái bản án à, theo đã đáp ứng được cái nhu cầu đòi hỏi của tiến sĩ tiến sĩ muốn nói về tất cả những người việt ở đây sinh sống với nhau làm sao để tránh khỏi những cái tệ nạn đó thưa tiến sĩ à, vâng thưa anh chàng thưa quý vị chúng ta qua cái cái vụ án vừa rồi chúng ta được biết là cái quyền tự do ngôn luận không được lạm dụng để mà chỉ nhục để mà phỉ bán chúng ta để nói rằng người này là việt cộng người kia là cộng sản là người này là bưng bô hoặc là dùng những cái chữ những cái chữ tục tiểu ra những dùng những chữ những cái bộ phận kiến trong người mình ra để mà nói vào mặt những người khác cái điều đó là điều mà tòa đã cấm và cái bà quan tòa nói cái đó là những cái mà khủng bố tinh thần và cái cái đó nó vi phạm của luật tiểu an. Thưa tiến sĩ, tiến sĩ nghĩ cá nhân tiến sĩ nghĩ là trong tương lai những ai có thể có bị thưa kiện như vậy không? Tiếp tục có những vụ thưa kiện vâng, như thưa vậy. anh, nếu mà những người nào mà tiếp tục làm những điều đó sẽ bị thưa kiện vì bây giờ bây giờ đồng đồng hương chúng ta cộng đồng chúng ta biết rõ hơn là tòa án cấm những điều đó. Một vị tránh án lần đầu tiên đã cho chúng ta biết những cái chữ đó, sử dụng những chữ đó là vi phạm bản luật. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi sáng nay. Hy vọng quý vị vẫn giữ 56.7 để cùng với Hoàng Trọng Thị và Thảo Yên qua thời sự thế giới. Một lần nữa xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tiến sĩ đã đến với chúng tôi sáng nay qua những cái điều mà có thể nói chúng tôi không bao giờ muốn nghe cái điều này nhưng chúng ta cần phải nghe để hiểu rõ thêm những gì đang liên quan đến với cộng đồng người việt chúng ta cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai